Xin chào anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Great Game Mobile của mình. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ review cho anh em cũng như là giới thiệu cho anh em về cái con tướng là Uta. Và ở video này thì mình sẽ giới thiệu cho anh em chọn bộ kỹ năng của nó, và đồng thời là review cho anh em về cái bộ kỹ năng của con tướng Uta này khi mà full kỹ năng SP nha anh em nhé. Tức là khi mà anh em đã bui nó lên 11 sao và anh em đã nâng cấp đấy để nâng cái kỹ năng SP của nó lên level 16 nhé. Bây giờ thì sẽ cùng đến với con tướng Uta này. Đây thì đầu tiên là anh em sẽ cùng vào xem cái tạo hình lại một chút. Thì đây là tạo hình của em tướng Uta nha em nhé. Thì Uta là một con tướng thuộc cái dòng là tướng truyền kỳ và thuộc là tướng là support, là hỗ trợ anh em ạ. Thì con này nó vừa là búp máu và vừa gọi là tạo cái hiệu ứng để búp cho team của đối phương, và đặc biệt là tạo cái hiệu ứng búp cho team của ta nha anh em nhé. Về các chỉ số cơ bản của nó thì hôm trước mình đã giới thiệu cho anh em một chút rồi. Đấy, cái chỉ số tấn công của nó là 19.816, như vậy là chỉ số tấn công của nó là cao nhất trong các cái con tướng với support hiện nay. Tiếp theo nữa, về tốc độ của con tướng này là 1690, như vậy là tốc độ của nó là cao nhất. Đấy, hiện nay là thuộc top 1 đấy, các cái con tướng có tốc độ cao ở trong game. Rồi, thì bây giờ mình sẽ cùng giới thiệu với anh em cái kỹ năng 1, kỹ năng thứ 3 và kỹ năng đánh thường của con tướng Uta khi mà full kỹ năng SP anh em nhé. Thì cái nội dung, cái kỹ năng, tạo hình kỹ năng ở trong video này mình sử dụng thì lúc này nó chỉ đang là con tướng 8 sao, 9 sao thôi. Nhưng tuy nhiên là các cái phần chữ và cái phần bình luận, phần review thì mình đang sử dụng cái bản dịch của cái kỹ năng full SP cho anh em. Đấy, nên là có thể nó không khớp giữa cái hình ảnh video cũng như là với các cái ấn trong cái nội tại kỹ năng của nó. Đấy, thì anh em nghiên cứu thêm. Còn khi mình mà tìm được cái video của cái các cái trận đánh của con tướng Uta mà full kỹ năng SP hoặc là 12, 13, 14 gì đấy thì mình sẽ gửi tới anh em sau nhé. Rồi, bây giờ anh em sẽ cùng đến với kỹ năng 1, kỹ năng thứ 3 và kỹ năng đánh thường của em tướng Uta nhé. Đây anh em ơi, đối với cái kỹ năng 1 của Uta nhá, khi mà full SP thì nó sẽ gây 289% sát thương đấy cho một địch của phía trước của Uta. Nó sẽ giảm 30% tỷ lệ kháng bạo kích này, 30% cái lượng sát thương của cái con tướng đó, và nó sẽ xóa tất cả các hiệu ứng búp của cái con tướng đó đi nha anh em nhá. Tiếp theo nữa là nó sẽ hồi lượng máu cho một đồng minh với lượng máu thấp nhất ở trong team bằng 300% sức tấn công của Uta. Đồng thời nó sẽ gắn cái dấu ấn là attack note đấy, level 3 cho hai đồng minh có sức tấn công cao nhất của team ta. Và cái dấu ấn attack note này anh em ơi, thì nó sẽ tăng đấy cho tướng đồng minh đó là 30% sức tấn công và 30% là tỷ lệ kháng hiệu ứng xấu, tức là kháng debuff. Đây anh em có thể thấy là khi mà Uta nó sử dụng kỹ năng 1 đấy, nó hồi máu cho con tướng thấp nhất đang có lượng máu thấp nhất, đó chính là con tướng là Cyborg Kuma đấy anh em ạ. Và nó sẽ gắn dấu ấn attack note đấy cho đồng minh bất kỳ. Còn đây là ulti của Uta nha anh em nhé. Thì đối với ulti của Uta khi mà full kỹ năng SP thì nó sẽ gây 404% sát thương đấy cho một địch có sức tấn công cao nhất này. Đồng thời này, có 80% nó sẽ gắn cái dấu ấn là Uta Rhythm. Cái dấu ấn này nếu tướng địch bị gắn thì nó sẽ không thể di chuyển và không thể nhận cái dấu ấn chặn sát thương. Đấy, tiếp theo nữa là nó sẽ gắn cái dấu ấn là Carret Note cho hai tướng đồng minh của team ta. Thì đối với cái dấu ấn Carret Note này thì tướng đội của team ta này sẽ hồi 8% lượng máu đấy, trên một hiệp, tức là vào mỗi hiệp thì nó sẽ hồi 8% lượng máu này, tăng 15% tỷ lệ bạo kích và 15% là cái sát thương bạo kích đấy cho hai cái đồng minh của team ta, và duy trì là 3 hiệp. Đồng thời là khi sử dụng kỹ năng ulti xong thì nó sẽ hồi 10% lượng máu cho toàn thể team ta. Và nếu như tướng địch với sức tấn công cao nhất ấy, mà ở trong bị chịu cái đòn đánh này mà đã hoàn thành đòn tấn công rồi thì lượng máu hồi nó sẽ tăng từ 10% lên đến 15% lượng máu cho cả team. Tức là nó liên quan đến tốc độ, nếu mà Uta mà ra đòn sau con tướng đó thì con lần này nó sẽ hồi 15% lượng máu. Đồng thời này, 50% lượng máu mà hồi đấy vượt quá cái lượng máu ấy, lượng máu hồi ấy sẽ chuyển thành khiên hấp thu sát thương. Thì đối với cái này thì nó cũng đang, mình cũng đang chưa hiểu lắm về cái này. Nó nói là 50% lượng đấy, hồi HP vượt quá thì sẽ chuyển thành cái khiên để hấp thu sát thương, thì chắc là sẽ chuyển cho cả team thôi anh em ạ. Đấy là cái kỹ năng ulti của em tướng Uta là như vậy anh em nhé.
thì mình thấy là ở đây là trong cái video này thì em tướng Uta là đang 8 sao 9 sao, nhưng tuy nhiên là anh em có thể thấy là lượng multi thì hồi đấy, có những cái đoàn đánh là hồi rất là nhiều máu luôn anh em ạ. Đấy, một số trận đánh anh mình đã gửi tới anh em rồi thì cái lượng máu hồi con này là hồi cho toàn thể team, nên là nếu mà so sánh về cái lượng tổng đấy thì hồi là cao hơn Wanomaco, nhưng tuy nhiên là Wanomaco ấy thì trong cái ulti và cái kỹ năng một của nó thì nó hồi máu đơn cơ. Đấy, hồi máu đơn hoặc là một hồi áo cho hai tướng đồng minh cơ. Rồi, về kỹ năng đánh thường của Uta thì anh em có thể thấy là nó sẽ tấn công một mục tiêu ở phía trước và thứ tự ra kỹ năng của nó anh em ơi, thì nó sẽ như các cái con tướng đấy, gần đây nhất mới ra là 131 đam thường 131 anh em nhé, tức là như các cái con tướng hiện nay, các con tướng UR mới ra nhất hiện nay thì theo đúng cái thứ tự ra skill như vậy, 131 đam thường 131 nhé. Vừa rồi thì anh em đã xem cái bộ kỹ năng của con tướng Uta, kỹ năng 1, kỹ năng thứ 3 và cái kỹ năng đánh thưởng của em tướng Uta rồi, khi nó full kỹ năng SP rồi. Đấy, thì bây giờ thì cùng đến nghiên cứu cái kỹ năng thứ 2 và kỹ năng thứ 4 của em tướng Uta nhé anh em nhé. Đầu tiên đó là cái kỹ năng thứ 2 là cái nội tại. Khi mà anh em nâng full kỹ năng SP nhập vào 4 anh em ạ, thì nó sẽ tăng là 45% đấy, lượng máu này, 30% là sức tấn công, 25% là hồi máu và 30% là giảm sát thương đấy cho bản thân con tướng Uta. Như vậy là trong cái nội tại kỹ năng này thì anh em đặc trưng của các cái con tướng búp máu là có tăng cái phần trăm hồi máu, và tiếp theo nữa là con này nó tăng thêm là 30% giảm sát thương nha anh em nhé. Tiếp theo là ở nội tại cái kỹ năng thứ hai này thì nó sẽ xóa tất cả hiệu ứng xấu, tức là tất cả các hiệu ứng debuff trước khi hành động, tức là trước khi Uta nó sử dụng kỹ năng 1, kỹ năng 3 hoặc là kỹ năng đánh thường. Đấy, thì nó sẽ xóa tất cả các hiệu ứng xấu ở trên bản thân của nó. Như vậy là một cái rất là hay để nó là không, nó sẽ sử dụng được các kỹ năng theo đúng cái tên của nó anh em ạ. Và một điểm tiếp theo nữa ở kỹ năng này là nó sẽ có 50% là xóa tất cả các cái hiệu ứng xấu đấy của những cái đồng minh mà mang cái ấn là Charis Note, tức là cái ấn này nó được gắn ở trong cái kỹ năng ulti của con tướng là Uta. Thì như vậy là các cái đồng minh, tướng đồng minh mà được mang cái ấn là Charis Note này thì mỗi một hiệp nó sẽ có 50% là xóa tất cả hiệu ứng debuff. Đấy, như vậy là tiếp tục lại một kỹ năng nữa của em tướng Uta là có cái khả năng là buff và xóa hiệu ứng xấu cho tướng team của ta nhé anh em nhé. Thì đấy là đối với kỹ năng thứ hai của em tướng Uta. Rồi, tiếp theo sẽ cùng đến với kỹ năng thứ tư của em tướng Uta anh em nhé. Thì đối với cái kỹ năng thứ tư của em tướng Uta mà khi anh em nâng full kỹ năng SP nhé, thì vào đầu trận anh em ạ, vào đầu trận thì Uta nó sẽ nhận cái dấu ấn là Uta World Level 3. Thì đối với cái dấu ấn này nó sẽ tăng cho Uta là 30% sức tấn công này, 30% phòng thủ này, 30% giảm sát thương này, và 25% là tỷ lệ kháng bạo kích. Cái này nó sẽ kéo dài đến cuối trận. Thì như vậy là anh em có thể thấy là đối với cái dấu ấn này của Uta thì nó lại thêm một cái nữa là giảm sát thương là 30%, và kết hợp với cái nội tại kỹ năng thứ hai cũng giảm sát thương 30%. Thì như vậy là vào đầu trận thì Uta mặc định với kỹ năng 2 và kỹ năng 4 thì con Uta này nó đã giảm là 60% cái lượng sát thương nhận vào, tức là nhận cái 60% là giảm sát thương. Đấy, như vậy là rất là cao nhá anh em nhé. Thì đấy là đầu tiên là vào đầu trận thì Uta nó sẽ nhận cái dấu ấn là Uta World là tăng 30% công, 30% thủ này, 30% giảm sát thương và 25% là kháng bạo kích. Tiếp theo là ở trong cái nội tại kỹ năng này của nó thì nó có một cái điểm rất là hay, tức là không chỉ ở đầu trận, tức là không chỉ ở đầu trận mà còn khi Uta nó nhận một cái đòn đánh với lượng sát thương là vượt quá 20% lượng máu thì Uta nó sẽ nhận một cái dấu ấn là Sleepless Mushroom. Đấy, tức là bình thường là vào đầu trận là nó đã nhận một cái dấu ấn là Sleepless Mushroom này rồi, nhưng ở cái kỹ năng full SP này nó sẽ kết hợp thêm là khi mà Uta nó nhận một cái đòn đánh mà vượt quá cái lượng sát thương nhận về, mà nó vượt quá 20% lượng máu tối đa của nó, thì nó sẽ nhận cái dấu ấn là Sleepless Mushroom. Thì đối với cái dấu ấn Sleepless Mushroom này anh em ạ, thì nó sẽ miễn tử
Đấy, nó sẽ miễn tử nhá, tức là nhận sát thương chí mạng, nó sẽ miễn tử này. Và sau khi miễn tử xong, nó sẽ xóa toàn bộ cái hiệu ứng debuff đối với bản thân của nó. Như vậy thì anh em có thể thấy là đối với cái nội tại kỹ năng này thì con Uta này nó cũng sẽ giống như kiểu con tướng là Nikanufi, tức là nó có thể miễn tử nhiều lần. Đấy, nó phụ thuộc vào cái số ấn Sleepless Mushroom mà nó nhận được. Đấy, bình thường thì một con tướng nó chỉ miễn tử một lần, nhưng nếu tự như vậy thì như con Uta này mà khi đầu trận nó đã mặc định nó nhận một cái dấu ấn là Sleepless Mushroom này rồi, và khi mà nó nhận sát thương vượt quá 20% lượng máu thì nó sẽ lại nhận một cái dấu ấn Sleepless Mushroom nữa. Như vậy thì là nó có thể miễn tử nhiều lần nha anh em nhé. Đấy, thì hiện nay là kỹ năng như vậy, để còn lại phải full SP thì lúc đấy mới có thể là check được anh em ơi. Đồng thời này, một đồng minh đấy có sức tấn công cao nhất, đấy, một đồng minh có sức tấn công cao nhất của team ta thì sẽ nhận thêm là một cái ấn là tăng 20% giảm sát thương. Đấy, tức là nó sẽ tăng cho một đồng minh với sức tấn công cao nhất của team ta là 20% giảm sát thương. Cái ấn này nó sẽ kéo dài đến cuối trận và nó sẽ không reset lại sau khi hồi sinh, tức là khi mà con tướng sức tấn công cao nhất ấy mà nhận cái ấn này mà bị chết thì khi mà hồi sinh lại thì nó sẽ không nhận lại cái ấn này nữa, tức là nó chỉ xuất hiện một lần ở đầu trận thôi anh em ạ. Đồng thời nhá, hai đồng minh với sức tấn công cao nhất đấy, tức là trong đó lại kèm theo một cái đồng minh với sức tấn công cao nhất kia rồi. Đấy, như vậy riêng cái đồng minh sức tấn công cao nhất sẽ nhận được hai cái hiệu ứng. Thì tiếp theo này, hai đồng minh đấy có sức tấn công cao nhất sẽ nhận cái dấu ấn là Invalid Note này anh em ơi. Thì đối với cái dấu ấn này thì nó cũng sẽ chỉ xuất hiện một lần, và đối với cái dấu ấn Invalid Note này thì nó sẽ miễn tử cho đồng minh đó một lần, tức là miễn một cái sát thương chí mạng. Anh em có thể so sánh con tướng Uta này với con tướng Wanomako. Thì hiện nay Wanomako ấy, trong cái nội tại kỹ năng thứ tư của Wanomako là khi mà đồng minh ấy nhận sát thương gây chết thì con tướng là Wanomako nó sẽ miễn tử, tức là nó sẽ gắn miễn tử cho đồng minh đó và nó sẽ gắn một cái khiên miễn dịch cho đồng minh đó. Nhưng đối với con tướng Jong Renen là con sát thủ diệt debuff thì khi mà Jong Renen ulti, nếu mà tướng bị gắn cái dấu ấn là Desolation, tức là cái dấu ấn cấm chi niệm, cấm nhận khiên miễn dịch, thì như vậy là cái nội tại của con tướng Mako là sẽ bị hủy, được chưa? Thì đối với con tướng Uta này đấy, nó khắc chế lại cái nội tại của con tướng Jong Renen là vào đầu trận nó gắn luôn cho hai tướng đồng minh của team ta với sức tấn công cao nhất là cái dấu ấn là Invalid Note, là cái dấu ấn này nó sẽ miễn tử đấy, một đòn sát thương chí mạng đấy cho hai cái đồng minh với sức tấn công cao nhất. Như vậy là nó đã khắc phục được cái điểm hạn chế của con tướng Wanomako là gắn khiên miễn dịch và khắc phục được cái ulti của con tướng là Jong Renen. Đấy là theo mình hiểu hiện nay nó đang là như thế nha anh em nhé. Thì đây là một cái điểm khá là hay đấy, và của em tướng Uta này thì nó sẽ khắc phục được cái điểm hạn chế của Mako. Thì nếu trong team anh em chơi hai con tướng vừa Wanomako và vừa em tướng Uta này thì thật sự là team sẽ rất là trâu anh em nhé. Tiếp theo nữa là cái dấu ấn là Comitech, tức là khi mà vào đầu trận đấy, team của ta mà có hai đồng minh từ các hai hệ khác nhau, tức là có hai tướng từ hai hệ khác nhau thì tất cả team của ta sẽ tăng 30% giảm sát thương này. À mình xin lỗi, 36% giảm sát thương này. 25% là tỷ lệ kháng bạo kích, 36% tỷ lệ kháng sát thương bạo kích, và nó sẽ duy trì là 3 hiệp. Đấy, như vậy là đây là một cái gọi là cái nội tại mà tất cả các cái con tướng truyền kỳ là đều có cái ấn nội tại là Comitech, tức là công nghệ kết hợp, thì tất cả các con tướng đều có. Đấy, thì khi mà so sánh giữa một con tướng Uta 11 sao với một con tướng Uta full HP thì nó tăng thêm được rất là nhiều hiệu ứng. Ví dụ như ở cái kỹ năng 1 thì đối với cái ấn Attack Note thì bình thường đấy, kỹ năng thường thì nó chỉ gắn cho một đồng minh, nhưng ở đây khi full HP nó sẽ gắn hai đồng minh. Tiếp theo đối với nội tại kỹ năng thứ hai thì nó tăng thêm cái giảm sát thương cho Uta này, xóa tất cả debuff cho Uta trước khi hành động này, và có 50% xóa tất cả debuff cho đồng minh mà mang cái ấn là Carried Note. Đấy là cái kỹ năng thứ hai. Đối với cái kỹ năng thứ ba anh em ơi thì nó tăng từ một đồng minh bất kỳ lên hai đồng minh bất kỳ đấy được nhận cái ấn là Carried Note, và nó tăng từ 50% là
gắn cái ấn Utahism lên thành 80% là gắn cái dấu ấn Utahism nha anh em nhé. Tiếp theo một cái điểm nữa của kỹ năng thứ ba là 50% lượng HP mà hồi vượt quá thì nó sẽ chuyển thành một cái khiên, gọi là cái khiên để miễn dịch, cái khiên là nhận chịu sát thương. Ở đây thì mình cũng chưa biết là chịu sát thương cho Uta hay là chịu sát thương cho cả team. Đấy thì cái này mình nghĩ là cho cả team thôi, bởi vì một con tướng support thì nó sẽ support cho cả team. Thì đấy là đối với kỹ năng thứ ba full HP nhá. Tiếp theo nữa là đối với kỹ năng thứ tư. Đấy, kỹ năng thứ tư là hay nhất, là đầu trận nó gắn cái ấn là Invalid Note đấy cho hai đồng minh với sức tấn công cao nhất và miễn tử đấy cho hai đồng minh này một đòn sát thương chí mạng, thì cái này rất là hay luôn anh em ạ. Nhưng tuy nhiên là cái này nó thu không hồi chiêu, còn hình như đối với em tướng Wanomako thì có hồi chiêu, ví dụ như là qua 4 turn thì nó sẽ reset lại một lần, tức là nó lại sẽ lại thực hiện lại được cái đó một lần, thì mình cũng không nhớ kỹ đấy, nhưng cái này nó sẽ hay hơn Wanomako ở chỗ là nó khắc phục được cái ulti của con tướng là Young Rainen như anh em nhá. Đấy thì một cái điểm rất là hay như vậy. Và con này thì nó cũng có thể là miễn tử nhiều lần giống như em tướng là Nikanofi nếu như nó nhận đủ được những cái ấn là Sleepless Mudroom là như vậy, đối với cái nội tại kỹ năng 4 của Uta là như vậy anh em nhé. Rồi còn lại thì như nào thì lại phải tiếp tục là qua cái mùa PV đấu trường thế giới của tuần tới thì sẽ lại chứng kiến em Uta này nó có thay đổi meta hay không, để xem những người chơi như nào anh em nhé. Và cũng có người chơi là bạn Michon thì phải, bạn ấy đến từ server là 43, hình như là cũng úp được em tướng này là kỹ năng SP là level 12 hay level 14 rồi, thì để mình kiếm những cái trận đánh, nếu kiếm được thì mình sẽ cập nhật mới nhất cho anh em để anh em cùng xem con này nó có bá đạo hay không nhá. Rồi, xin chào anh em nhé.